Về chương 5, tất cả chúng ta đều đã có ở trên LMS. Chương 5, đây cũng là một chương quan trọng. Bởi vì khi này nói như vậy, có nghĩa là trong đề thi sẽ có bài toán về chương 5. À, chúng ta hãy cùng nhau thảo luận. Ta đang đề cập về quy hoạch tuyến tính. Thế thì quy hoạch tuyến tính là gì? Thì ta đã nhớ là ở cái chương 3 chúng ta đề cập về việc ra quyết định. Ta ra quyết định bởi vì ta đang so sánh những cách thức hành động, hay ta gọi là phương án đó không các em? Nó sẽ cho ra những kết quả thế nào, và chắc chắn quyết định của ta hay cách thức hành động của ta sẽ là có một kết quả tốt nhất. Vâng, trong các cái kết quả đó, thì khi ta đã quyết định cái phương án đó rồi thì vấn đề kế tiếp là ta phải thực hiện nó với nguồn lực của ta. Và bài toán quy hoạch tuyến tính này là sẽ giúp ta phân bố nguồn lực để thực hiện sao cho có lợi nhất. Do vậy quy hoạch tuyến tính chính là kỹ thuật giúp quyết định nhà quản trị quyết định phân bổ nguồn lực như thế nào. Khi đề cập tới quy hoạch tuyến tính, ta hãy đề cập tới bốn đặc tính của bài toán quy hoạch tuyến tính. Thứ nhất, khi đã nói một bài toán quy hoạch tuyến tính là luôn phải tìm kiếm mục tiêu là max hay là min. Đúng không? Vì chúng ta đã biết là ta phải đạt kết quả gì thì rõ ràng là kết quả đó phải là max hay là min. Nhưng ta vừa đang nói về nguồn lực thì chắc chắn phải thể hiện các ràng buộc về nguồn lực. Ta gọi đó là các điều kiện ràng buộc hay các giới hạn. Và sẽ có các cái phương án để lựa chọn cho việc phân bố nguồn lực đó, cũng như tên gọi của nó là tuyến tính, thì cái mối quan hệ toán học nó sẽ là tuyến tính. Bốn giả định của bài toán về tuyến tính. Thứ nhất, tính chắc chắn, cứ người trong bài toán này ta sẽ thấy cụ thể các giá trị, phải không? Tính cụ thể, tính chắc chắn của các cái giá trị này. Kế đến là tính tỷ lệ là một đặc trưng của cái bài toán về tuyến tính. Như vậy, nếu ta đang nói một cái sản phẩm, ví dụ một cái bàn hay cái ghế mà một người thợ tốn 3 giờ đồng hồ làm ra, thì 1 giờ họ sẽ làm được 1/3 cái sản phẩm đó. Mặc dù chúng ta đã từng học về kinh tế học, ta biết là định luật năng suất tiệm giảm. Không em, anh biết em còn nhớ cái định luật đó không? Thực ra định luật đó là ta sẽ thấy trong đời sống hàng ngày, một cách đơn giản là bất kỳ việc gì thì cái thời gian đầu ta làm thường cái năng suất cao đó. Tất nhiên không phải lúc đầu ta có năng suất cao đâu. Nhưng mà một khoảng thời gian nhất định ta sẽ đạt năng suất cao nhất, và sau đó năng suất sẽ giảm đi, cho dù ta làm bất kỳ việc gì. Đó lý do vì sao mà chúng ta thấy trong học tập người ta phải có giờ nghỉ giới lao như vậy. Bởi vì khi chúng ta đã bắt đầu gia tăng cái sự tập trung vào việc học, đúng không? Để mà ghi nhớ hay là thảo luận hay để biết được, học được những cái điều mới đó, thì theo thời gian cái mức độ tiếp thu ta sẽ giảm xuống. Như vậy thì khi giảm xuống như vậy thì đòi hỏi phải có một thời gian nghỉ ngơi để chúng ta có thể hồi phục về trí não. Và nhớ thời gian nghỉ ngơi đó thì em hãy đúng là nghỉ nha. Thì khi đó chúng ta bắt đầu lại thì đó, cái khả năng tiếp thu ta mới trở lại được. Nhưng đối với tuyến tính này, về tuyến tính này ta xem như cái tính tỷ lệ, có nghĩa là không có sự thay đổi. Và cứ chia liệu ra ha, đó là tính tỷ lệ. Tính cộng dồn như tên gọi của nó là, giả sử một người thợ làm một cái sản phẩm này trong 4 ngày thì hai người thợ làm chỉ có 2 ngày, đó là tính cộng dồn đó. Tính chia được thì thật ra là nó cũng, đó là một cái cách mà cụ thể nó có liên quan tới tỷ lệ. Có nghĩa là một cái bàn, đúng không? Như vậy thì rõ ràng ta có thể thấy là 1/3 các bạn có thể được thực hiện trong vòng 1 giờ nếu mà cái năng suất
làm cái bàn đó, hay là cái thời gian hoàn thành cái bàn đó là 3 giờ. Như vậy thì chia được có nghĩa là nhưng mà trong thực tế thì ta thấy cái chia được này nó mang cái tính chất hình ảnh hơn, vì trong thực tế thì đã làm cái bàn thì phải làm xong để nó mới được gọi là cái bàn, đúng không? Như tính chất cuối cùng là quan trọng, đó là tính không âm, có nghĩa là các nghiệm trong cái quy tính này không âm lớn hơn hay bằng không, và đó là điều kiện bắt buộc nha. Đó người ta sẽ thấy các bài toán quy tính tính. Mặc dù thầy đã nhấn mạnh rất nhiều lần cái đặc tính này, cái giả định này, và trong cái bài làm của, trong các ví dụ của ta thì ta cũng đã có đề cập tới cái này, nhưng rõ ràng xin lỗi các em chút xíu nhé, đang có rồi tiếp tục các em. Chúng ta sẽ thấy là các giả định này đang nói lên một cái đặc trưng của các cái bài toán quy hoạch tuyến tính không? Hãy xem một ví dụ cụ thể. Công ty đồ nội thất Claire sản xuất các bàn ghế gỗ. Thế vì vậy ta sẽ thấy có hai loại sản phẩm của công ty này là bàn gỗ và ghế gỗ, đúng không? Và để hình thành nên sản phẩm thì có hai công đoạn chính, một cái là mộc, cái quá trình thứ hai là sơn và đánh bóng. Và người ta cho các cái thời gian cần thiết để hình thành các cái sản phẩm. Người ta đây thấy là cái chi phí về mặt thời gian, và cái chi phí này nó đang có một cái giới hạn là giờ lao động tương ứng với từng cái quy trình. Quy trình mộc là 240 và sơn và đánh bóng là 100. Tất nhiên sản xuất là để bán, và khi bán sẽ thu được lợi nhuận. Nhưng vấn đề của công ty ở đây là với một cái giới hạn về thời gian lao động như vậy, họ sẽ sản xuất cái số lượng bao nhiêu để đạt được lợi nhuận lớn là tối ưu nhất nha. Thì ta gặp các cái bài toán thực tế ở các công ty thì luôn luôn cái giờ lao động là bị giới hạn, đúng không? Theo luật lao động chúng ta đã từng biết rồi, luật lao động thì mỗi người là một ngày lao động 8 tiếng thôi. Nếu mà ta lao động hơn, người ta phải trả, đúng không? Trả 50% cho cái vượt giờ. Sau này ta sẽ thấy các bài toán là có cái việc đó đó. Và lẽ tất nhiên không phải là muốn kêu người ta làm vượt giờ bao nhiêu giờ cũng được, luật lao động cũng quy định luôn là ví dụ như tối
tối đa 20% so với cái giờ lao động trong một tuần. Thì đó là luật ta sẽ thấy trong thực tế đôi khi cũng khó thực hiện được chuyện đó. Bây giờ ta sẽ cụ thể hóa cái đề bài bằng cái bảng này. Thì ta sẽ thấy, ta gọi số lượng bàn sản xuất là X1, ghế sản xuất là X2. Và ta sẽ thấy ở từng cái giai đoạn, tức là đóng mộc và sơn và đánh bóng, thì có những cái chi phí về mặt thời gian tương ứng cho các cái sản phẩm, các loại sản phẩm này, cũng như giới hạn ở các bộ phận và lợi nhuận tương ứng cho các cái sản phẩm. Thế thì khi ta đã đặt đầu tiên đối với một bài toán quy hoạch tính tính, khi người ta yêu cầu hãy thiết lập bài toán quy hoạch tính tính, thì giống như chúng ta đã từng biết ở phổ thông, đã gọi là một cái bài toán đầu tiên ta phải đặt biến, đúng không? Ta phải nói gọi X1 là số lượng bàn sản xuất, X2 số lượng ghế sản xuất. Thì khi đó cái kế tiếp ta cần phải đề cập là gì? Như vậy ta cần phải xác định được hàm mục tiêu. Và lẽ tất nhiên thì chúng ta đang nói về cái lợi nhuận, thì chắc chắn hàm mục tiêu đây phải là max rồi, các em. Phải viết cái biểu thức hàm mục tiêu cũng như các điều kiện ràng buộc. Đó là cái nội dung thứ ba ta phải thể hiện, đúng không? Và đừng quên cái đặc tính thứ năm của bài toán người tính tính là các biến không ạ. Như vậy ta đã trình bày xong một cái bài toán quy hoạch tính tính. Tuy nhiên ta thiết lập này để ta giải, hay nó cắt đi, ta phải xác định cụ thể X1 với X2. Em sẽ thấy vì nó giới hạn bằng cái số giờ lao động của từng bộ phận, do đó là trong điều kiện ràng buộc như tên gọi của nó hay là giới hạn, thì luôn là bất động thức nhé. Gọi là gọi giới hạn mà, thì ta sẽ làm quen với các cái cụm từ thể hiện các bất động thức này nhỏ hơn hoặc là lớn hơn. Ví dụ khi ta thấy ta dùng cụm từ không được vượt quá, thì chắc chắn là tại vì em nhỏ hơn hoặc bằng, đúng rồi, không được vượt mà. Hoặc là ta nói, nếu ta nói không phải không lớn hơn, đúng không? Không lớn hơn thì cũng chính là nhỏ hơn hoặc bằng, tức là cũng là cái dấu nhỏ hơn hoặc bằng. Nhưng khi người ta nói không ít hơn thì nó lại ngược lại rồi, phải không? Thì đó cái dấu nó sẽ là lớn hơn hay bằng. Không được ít hơn, tôi nghĩ phải lớn hơn hay bằng cái giá trị đó, không? Hoặc là tối thiểu phải là như vậy. Có phải là lớn hơn hay bằng cái giá trị đó không? Tối thiểu phải là để ta phải làm quen với những cái cụm từ đó ha, để sau này trong các cái bài toán đấy thì ta biết, để ta ghi các cái bất động thức, dấu bất động thức này cho phù hợp. Rồi như vậy ta sẽ tìm X1, X2 thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ đề cập đến phương pháp đầu tiên, đó chính là phương pháp đồ thị. Vì X1, X2 chỉ có hai biến, do đó ta có thể biểu thị bằng một cái đồ thị trên mặt thẳng với trục quanh là X1, trục trung là X2. Hãy lưu ý rằng các cái khoảng cách ở các cái trục này giữa X1, X2, các khoảng cách này không nhất thiết phải bằng nhau, đúng không? Là tất nhiên trong cái trục X1 ta phải chia các khoảng đều nhau rồi, người ta thấy 20 phải bằng 20, 40, 60, 80 và 100 này, thì các khoảng cách này phải bằng nhau. Nhưng cái khoảng cách giữa 20 và 40 của X1 không nhất thiết phải bằng khoảng cách 20, 40 của X2, đúng không? Bởi vì các cái khoảng cách đó đang phụ thuộc vào cái hàm của một điều kiện ràng buộc này. Như vậy, đầu tiên ta sẽ vẽ
trên cái mặt phẳng hai cái tọa độ này, hai cái trục này, các đường thẳng thể hiện được diện ròng buộc. Vậy đường thẳng đầu tiên là gì? Đó là 4x1 cộng 3x2 trừ 240 bằng 0. Đó. Đấy. Đường thẳng thứ hai, đây là đường thẳng thứ hai nè, tức là 2x1 cộng 1x2 bằng 100 hay là trừ 100 bằng 0. Đấy. Thế người ta dễ dàng vẽ đúng không? Ta cứ cho một cái này bằng 0 cái kia nó ra. Và ta nói mỗi hai điểm lại vì nó là đường thẳng. X1, X2 luôn luôn thỏa với ta đang vẽ trong cái mặt phẳng thứ nhất mà. X2 luôn luôn là dương. Thế thì ta xác định mình điểm thế nào? Ta hãy nhớ cái quy tắc. Và quy tắc này ta phải nhớ làm lòng nha. Khi mà dấu nhỏ hơn hay bằng thì miền nghiệm chính là bên tay trái. Ta đây là ta nhìn vào trong cái đồ thị này. Thì bên tay trái chúng ta chính là đang thể hiện miền nghiệm của bất đẳng thức nhỏ hơn hay bằng. Và ngược lại lớn hơn hay bằng là bên tay phải của cái đường thẳng. Như vậy đối với đường thẳng đầu tiên, sơn và đánh bóng, tức là 2x1 cộng x2 nhỏ hơn hay bằng bằng 100 đó, hay là trừ 100 bằng 0, thì để nhỏ hơn thì nó đang nằm bên tay trái. Không các em? Đây, nó chính là hình tam giác này. Với ba cái giá trị đỉnh là 100, 0 và 50 nè, phải không? Cái bất thức tư đầu tiên, tức là 4x1 cộng 3x2 bằng 240 hay là trừ 240 bằng 0, tức là cái đường thẳng đó chính là đóng mọc á, là cái đường lợt này nè. Thì rõ ràng miền nghiệm nó bên tay trái của cái đường thẳng chính là cái hình tam giác này, phải không? Với các cái giá trị, các cái đỉnh là 80, 0 và 60 này nè. Đấy. Vì nó phải thỏa mãn cả hai, do nó phải là giao có hai miền nghiệm này. Hay nó cắt đi miền nghiệm của bài toán này chính là cái hình này, không quen, đó là giao mà. Như vậy ta có thể kết luận chắc chắn là nghiệm x1 x2 phải nằm trong cái này, ta đã gọi là miền nghiệm mà. Nhưng ta cũng khẳng định một điều là x1 x2 sẽ không phải nằm ở cái chỗ không không này, không quen, bởi vì chắc chắn phải có sản xuất ra sản phẩm gì. À, rồi ta sẽ tìm x1 x2 thế nào. Thì ta sẽ sử dụng một cái đường gọi là đồng lợi nhuận. Thế thì ta sẽ biểu diễn cái đường thẳng 7x1 cộng 5x2 với các giá trị x1, x2 nằm trong miền nghiệm này. Chắc chắn ta sẽ thấy là cái x1 đây là x1 sẽ nhỏ hơn 50, không em? Vì nó là đang ở cái miền nghiệm này, nó là cái hình miền nghiệm nó, ta nhớ không? À, và x2 thì ta lấy tối đa là bao nhiêu? Là 100 nè, phải không? À, không phải 100, nằm trên nó là 80, phải không? Như vậy thì khi đó ta lần lượt ta thay vào, ta thay vào thì ta có những cái con đường này và ta bắt đầu dịch các đường này. Vì ta biết là các cái đường này khi nó dịch lên trên song song thì cái giá trị của hàm tiêu sẽ tăng lên, tăng lên. Em có thấy tăng không? Từ 201 tăng lên 208, 350. Và chắc chắn nó tới cái đỉnh này thì nó không thể nào chạy ra ngoài được, bởi vì khi đó nó nằm ngoài miền nghiệm rồi. Lúc đó ta có giá trị là 410. Từ đó ta sẽ có một cái quy luật gọi là phương pháp kiểm toán, được phát biểu như sau. Nghiệm của cái bài toán quy hoạch tuyến tính chính là các cái góc của miền nghiệm. Thì ta thấy ở đây ta có các cái góc nào? 80, 0, 0,80 đúng không? X1 bằng 0, x2 80. 0,0 chắc chắn là ta không xét rồi, vì không thể nào mà hai cái giá trị là bằng 0 được, sản xuất mà. Và ở đây là gì? X1 là 50, x2 bằng 0, đúng không? Điều ta cần phải xác định là cái nghiệm này.
Cái nghiệm này là ra bao nhiêu em? Đó chính là giao của hai cái đường 4x1 cộng 3x2 đó, phải không? À. Hãy tính giá trị điểm 3 đi. Khi đó x1, x2 bằng bao nhiêu? Như vậy ta sẽ thấy là đó chính là cái giao có hai đường thẳng này. 4x1 cộng 3x2 trừ 240 bằng với 2x1 cộng x2 trừ 100. Đúng không? À xin lỗi. À, đúng rồi, bằng đó là cái hệ phương trình chứ không phải. Hệ phương trình là 4x1 cộng 3x2 bằng 240 và 2x1 cộng x2 bằng 100. Từ đó là ta có thể tính được các giá trị x1 và x2. Ta giải hệ phương trình này không các em? Ta ra cái giá trị x1 x2 bằng bao nhiêu? À, rồi quốc phát. Đọc coi x1 x2 bằng bao nhiêu em? Dạ, x1 là 30. Là đây cái hệ phương trình trước mặt ta đây. Dạ, x1 là 30. X1 bao nhiêu? Dạ, 30 ạ. Còn x2? Dạ, x2 là 40. Đúng không các em? Các em còn lại Ngọc, dạ, Thảo, Minh đúng không? Dạ, đúng ạ. Dạ, rồi. Thì đó ta mới bắt đầu thay vào, đúng không? Hai cái giá trị này, ở này thì ta đâu cần giải rồi, bởi vì x2 bằng 0, x2 bằng 80, x1 bằng 0 rồi. Còn điểm 1 này thật ra nó là vô nghĩa đúng không? Nhưng mà ta vẫn phải đưa vào thử thôi. Vậy chúng ta bỏ vào thử thì cái lợi nhuận này là 400 nè. Điểm 3 đã ta vừa nói 30-40 là 401 rồi, đúng không? Và điểm 4 này 50 vào 0 là 350. Vậy chắc chắn vì lợi nhuận là mắc thì đó chính là điểm 3. Thì cũng giống như phương pháp đường đồng lợi nhuận, đúng không? À, vậy thì dịch chuyển đường đó thì cũng ra tới điểm 3. Giờ bây giờ ta xem bài toán cực tiểu. Hồi nãy ta vừa xem bài toán cực đại, đúng không? Luôn luôn nhắc lại trong quy luật thiết tính sẽ chỉ có hai dạng bài toán là cực tiểu hoặc cực đại. Ta vừa xem cực đại, ta xét cực tiểu. Vậy tất nhiên là nó gắn với chữ min rồi, đúng không? Hãy để ý, đối với điều kiện ràng buộc bài toán cực tiểu thì các điều kiện ràng buộc đều là dấu lớn hơn hay bằng. Còn đối với bài toán cực đại nãy nó là nhỏ hơn hay bằng. Nãy các em có thấy không? Đấy. Rồi. Nhưng dù cực tiểu hay cực đại thì luôn luôn ta phải nhớ cái điều kiện cắt biến không âm đó. Phải không? Sẽ lớn hơn hay bằng không? Ta vẽ ba cái đường này đi. Không nghe? Đây. Với ta vẽ ra ba đường. Không nghe? Điều quan trọng ta khi ta vẽ xong ta phải xác định những cái. Vì đây là lớn hơn thì ta theo cái biểu ước gì hồi nãy. Lớn hơn là bên tay phải. Chắc chắn để thỏa mãn cả ba thì nó phải là giao của cả ba cái bên tay phải của đường thẳng này. Đấy. Ta xem bên tay phải của đường thẳng 4 trừ x1 trừ x2 lớn hơn bằng 12 là gì? Chính là đây phải không em? Đây. Bên tay phải mà đây như con chuột của thầy đang chỉ đó là biên nghiệm của đường thẳng đó hả? Bây giờ kế đến đường thẳng thứ hai x1 cộng x2 lớn hay x1 cộng x2 bằng 4 đây thì đó là gì? Bên tay phải của cái đường thẳng này, đúng không? Vậy đây là biên nghiệm nè, phải không? Đây, và đối với đường thẳng 2x1 cộng 5x2 bằng 10 thì đây là cái đường thẳng màu đậm này nè, phải không? Nó bên tay phải có nghĩa là đây là biên nghiệm nè. Và em phải nhập ba biên nghiệm nó lại thì đó chính là biên nghiệm chung của cái bài toán quy hoạch này. Và giao của các này thì ta sẽ có 3 điểm, 1, 2, 3 là con này.
Vậy mình nghiệm đó là gì? Chính là giao của ba đường này. Đây là mình nghiệm là phải không ạ? Chỉ có dùng này mới thỏa mãn là nằm ở trên tất cả các cái đường thẳng này, phải không? Mình nghiệm của tất cả các đường thẳng. Rồi, bây giờ điều quan trọng là bây giờ ta phải xác định tọa độ của ba điểm này để ta thay vào, để ta xem coi đâu là nghiệm. Bởi ta biết chắc chắn nó chỉ là 1, 2, 3 này thôi, theo cái định luật của cái phương pháp điểm gốc này. À, bây giờ hãy cho thầy tọa độ điểm 1 đi. X1 bằng bao nhiêu, X2 bằng bao nhiêu? Điểm 1 là giao giữa hai đường thẳng, giao giữa hai cái cặp phương trình là 4x1 trừ x2 bằng 12 và x1 cộng x2 bằng 4. Rồi. Hãy cho cái nghiệm của một này đi, một bằng bao nhiêu, hai bằng bao nhiêu. Đâu, không lẽ chỉ có bản phương thảo không vậy sao ta? Rồi. À, có em Minh Châu rồi, mới là Trần Minh Châu. Cho thầy cái tọa độ của điểm 1 đi. X1 bằng bao nhiêu, X2 bằng bao nhiêu? Dạ, x1 bằng 3,2, x2 bằng 0,8. Đúng không các em? X1 bằng 3 phần 2. 3,2 thầy. X2 bằng 0,8 hả? Dạ, Đúng x1 không? Đức Minh. 3,2 thầy. À, 3,2 chứ không phải 3 phần 2. Đúng rồi. Còn X2 bằng 0,8. Dạ, 0,8. Rồi, thế được rồi. Thật ra không khó gì hả? Phải không? Ta đã ra X1 với X2 ta có thể nhẩm được. Thật ra X1 ta cũng nhẩm được không em? Ta cứ cộng hai cái phương trình lại. Đấy. Nhưng mà bây giờ tới điểm 2 nè. Thì đòi hỏi ta tính toán chút, phải không? Điểm 2 đó là giao của hai phương trình gì trước mặt chúng ta, x1 cộng x2 bằng 4 và 2x1 cộng 5x2 bằng 10. Đâu em Đức Minh tính ra điểm 2 chưa? Đọc thử coi. Dạ, điểm thứ hai là 35 phần 11 và x1 bằng 35 phần 11, x2 bằng 8 phần 11. Đúng không? Em Phương Thảo. Dạ em ra khác bạn thôi. Em ra x x1 bằng 10 phần 3. X2 Lao là bao nhiêu? Đọc lại giá bằng trị của bạn lúc mình. Thầy chưa nghe rõ em đang nói. X1 bằng bao nhiêu Thảo? Dạ x1 bằng 10 phần X1 bằng bao 3. Dạ 10 phần nhiêu? 3. X2. X2 bằng 2 phần 3. Thế sao bạn mình lại có cái gì số 11 ở đây nữa? Phương Anh. Em ra giống bạn Thảo á thầy. À, Nguyên Ngọc. Em giống À, ai bạn? dạ em cũng giống bạn Thảo. À, ôi dạ, em lộn. Vậy em Minh em coi lại cách tính em sao đi vậy? Dạ, Các bạn em đâu giống có bạn ai là mẫu Thảo. số 11 đâu, Dạ, đúng đúng rồi. không? À, rồi. Như vậy có đối chiếu với bạn thì ta mới thấy là thực sự là ta đang có nhầm lẫn hay không. Rồi, với điểm 3 thì dễ phải không em? Điểm 3 thì thật ra nó là 5 rồi đấy. Đấy, ta vẽ đây. Ngay ngay giá trị 5 bởi vì khi x2 bằng 0 thì x1 bằng 10 chia 2 là 5. Ta không cần phải tính gì cho mệt đúng không? Bản thân cái việc vẽ nó đã thể hiện cái kết quả rồi.
từ đó là gì? Ta mới bỏ vào. Đúng không? À, thật ra để con số này giá trị của em nãy cũng đúng là 3.2 là 16/5, 4/5 là 0.8 đây. Bỏ vào thôi, bỏ vào hàm mục tiêu đó, đúng không? 5x1 cộng 2x2 điểm A chứ. Tôi vừa nói rồi ha. Đấy, 1/3 và 2/3 ta bỏ vào. Và điểm 3. Nhưng điều quan trọng là giờ ta ra ba cái này, ta ra ba giá trị hàm mục tiêu, ta phải kết luận là cặp nhiễm nào sẽ được chọn. Đâu có gì khó không? Chắc chắn kết quả nó sẽ là cuối cùng là gì? Là điểm nào các em? Điểm 1. À, vì ta nhìn nó lên đây là bài toán cực tiểu rồi, chắc chắn cái giá trị hàm mục tiêu nào nhỏ nhất thì nó mới thỏa mãn cái chữ cực tiểu, phải không? Như vậy thì đó là điểm 1. Rồi, bây giờ ta thực hành một chút các cái bài tập ha, để trước khi ta kết thúc ngày hôm nay. À, mặc dù là trên LMS thì ghi là chúng ta sẽ cài solver gì đó là để cho các em chuẩn bị sẵn, đúng không? À, nếu Excel của em đang chưa ổn thì em phải coi coi có bạn nào của mình rành rành về máy tính chút, coi là có Excel của mình không, và nếu không thì em phải đem ra cái dịch vụ vi tính để người ta cài lại. Bởi vì hôm trước thì ngay cả cái T-Plan thì có một số em gặp khó khăn cài cái T-Plan và Excel không được. Rồi bây giờ ta bắt đầu xem trở lại về bài tập ha. Bài tập. Bài tập chưa? Chuyên ngắn này. Đây. Tất nhiên bài 1 thì thật ra nó cũng giống như ví dụ chúng ta rồi, đúng không? Về phân tử thì vân vân, nhưng cái đều chúng ta thảo luận một chút ở bài 2 để ta hiểu cái yêu cầu của bài 2 là gì, đúng không? Ta hãy nhìn cái bài 2 đi. Đây, để đảm bảo hợp đồng cơ ký đã ký thì A phải sản xuất ít nhất 45 máy điều hòa nhưng không hơn 80 W. Như vậy sẽ có những sự khác biệt gì giữa của bài 2 này so với bài 1 em? Chính vì có khác nên người ta mới yêu cầu em là gì? Đã, trong cái bài 2 này, ta mới yêu cầu ta là hãy xác lập lại bài toán quy hoạch tính tính, đúng không? Và tính lại coi. Như ở trên ta dùng cái phương pháp đồ thị, ta sẽ ra được rồi, đúng không? Là ta dùng cái đồ thị, khi nó đồ thị chắc chắn em phải xác định được nhiều nhiệm và các cái góc của cái nhiệm đó nó hình thụ gì, chẳng biết khi được cứ tính cái tọa độ của các góc đó, đúng không? Từ đó thì ta bỏ vào hàm mục tiêu thì ta ra được. Nhưng bây giờ ta phải làm lại bài toán quy hoạch tính. Vì sao phải làm lại hay nó khác đi, có những thay đổi gì ở bài toán này? Xem các em nào. À, cũng là Phương Thảo nữa hả? Đâu có bạn nào đó không? À, Ngọc. Quý Ngọc coi. Dạ, thầy, là cái điều kiện ràng buộc ở đây nó sẽ có thêm, nó có thêm nữa, nó thêm cái khác bài 1 ạ. Thêm cái gì em phải đọc ra dạ, để cho mọi người thấy. Dạ, thầy, là sản xuất ít nhất 45 máy điều hòa thì đặt sản xuất điều hòa là x1 thì x1 phải lớn hơn bằng 45. Đúng rồi. Không hơn 80 quạt thì quạt là x2 thì x2 phải bé hơn bằng 80. À, tức là x2 sẽ nhỏ hơn bằng 80. Như vậy nếu ta dùng cái đồ thị này thì cái điều kiện thêm này được biểu diễn bằng cái gì em? Xét về cái hình dạng của nó. Dạ, hay là chính là một đường thẳng, là kiểu đường thẳng luôn à? À, một đường thẳng chắc chắn, nhưng nó sẽ là song song với trục hoành và trục tung, đúng không? Giả sử cái trục tung của chúng ta là x2 thì chắc chắn
Dạ, cái x2 của chúng ta đây à thì nó sẽ song song với trục quanh, đúng không? Cái mà liên quan tới x2 và ngược lại cái liên quan x1 sẽ song song với trục trung, nhớ nha. À, thế thì trong những cái bài tập mà các em đôi khi cũng bị cái việc này, nhiều cái thầy có ngạc nhiên là em có thể xác định được thêm được hay là một cái thay đổi về cái bài, cái điều kiện ràng buộc đó, nhưng khi em vẽ nhiều em là quên vẽ đó, nhiều em là quên vẽ. Em ghi thì đúng lắm, em ghi thì x1 thì lớn hơn hay bằng 45, x2 nhỏ hơn bằng 80, tôi quên vẽ là quên vẽ đấy. Hoặc em nghĩ anh chỉ vẽ một trong hai cái điều kiện đó, thì chắc chắn đề nghị nó sẽ khác rồi đó. Tôi đề nghị là nó là giao của tất cả các cái đề nghị của các cái đường thẳng liên quan trong cái điều kiện làm việc đó nha. Bài 3, nó cũng là giống như đó. Không chỉ gì ta được cặp hết. Bài 4, em cũng có thể dùng phương pháp vượt thủy thôi nha. Đúng em. Bài 4, bài toán quy hoạch tuyến tính này nó sẽ là gì? Ta sẽ đặt biến như thế nào? Hãy nhìn bài 4. Để đảm bảo các em cũng đều vui nha, chứ không thôi nhiều em nói sau đó về sau họ gọi bạn khác hoài không có gọi em rồi vân vân. Rồi hỏi thử em Quốc Phương, Quốc Phương đâu? Em sẽ đặt biến như thế nào ở bài 4? Gọi như là cái gì? Dạ em đây hả? À, nói đi. Em chưa làm ra thầy. Cái gì em đặt biến là em gọi là chưa ra thầy đâu, cái em tính toán là em chưa ra. Đặt biến là em đọc cái bài pháp em nhận ra vấn đề em đặt biến thôi, chứ thầy đâu khi em tính toán em đặt kết quả em nói em tính chưa ra là gì hả? Đọc đi, đặt biến rồi gọi là gì? Cái chúng ta bằng vốn đầu tư và ngân hàng, gọi x1 là công trái. Đúng là đầu tư vào công trái. X2 là vốn đầu tư vào ngân hàng. Đúng không? Đâu có gì khó đâu em, đúng không? Tất nhiên khi đó thì em có thể nói luôn hàm mục tiêu không? Hàm mục tiêu là đọc biến thức hàm mục tiêu này. Thầy mất, thầy bị sao thầy không nghe rõ hả? Thầy nói em đọc cái hàm mục tiêu luôn. Nãy giờ thầy nói em chưa nghe phải không? Đấy, thầy đọc lại. Em nghe không? Phương. Alo, em nghe. Nó cứ bị rè thôi. Bị rè à? Mít thầy dạ. Bị rè hả các em? Nhưng mà thầy nói em nghe rõ chưa? Dạ rõ. Rồi, em đọc luôn hàm mục tiêu đi. Em đã đặt biến là em đọc luôn hàm mục tiêu đi. Đâu rồi? Quốc Phương, đọc luôn hàm mục tiêu đi em. Chưa tính toán gì mà mới thiết lập nữa. Dạ hàm mục tiêu thầy. Đúng rồi, đọc đi. Đọc đi cho coi các bạn có đúng với các bạn không?
Dạ thầy là x1 cộng x2 bằng 250.000. 250.000 đô. Bạn từ từ, thầy đang nói hàm mục tiêu thôi. Nó là một cái biểu thức thôi, đọc cái biểu thức đó đi em. Là 0.1 nhân cho 0.1 x1 cộng cho 75 x2. 0.0 x1. Dạ 0.7. 0.7 x1 cộng 0.75 x2. Ừ. Nhưng mà em đang bị thiếu. Khi đó nó hàm mục tiêu thì chắc chắn nó phải có hai đặc tính. Em đang thiếu cái gì vậy Phương, em biết không? Đã dùng chữ mục tiêu thì mục tiêu ở đây là gì? Là x1 lớn hơn 50. Không, thầy đang nói hàm mục tiêu mà mục tiêu ở đây là gì? Nó chỉ có hai cái mục tiêu thôi. Chúng ta đã nói hàm mục tiêu chỉ có hai cái, đó là gì? Max và min. Vì vậy đây là em phải dạ, để chữ gì? Hiển nhiên là chữ. Chữ gì? Phương, em, thầy chưa nghe em nói. Dạ, chữ max. Đúng rồi, đó là lợi nhuận mà. Trong cái đề này người ta đã ghi rồi là để có lợi nhuận cao nhất mà, đúng không? Nhưng hãy nhớ khi các em làm bài mà các em thiếu chữ max hay min là xem như cái điểm của hàm mục tiêu là không có, nó vô giá trị, đúng không? À, nó phải có hoặc là max hoặc là min. Rồi bây giờ thầy hỏi một bạn khác rồi, cảm ơn Phương nha. Đó là các em đều nghe hàm mục tiêu của bạn Phương đúng không? Một bạn nữ đi, coi có đúng không? Phương Huyền, hàm mục tiêu của bạn Phương có đúng không vậy không? Phương Huyền đâu rồi? Ủa em Phương Huyền đâu rồi? Phương Huyền, em có nghe bạn Phương nói không? Hàm mục tiêu bạn Phương vừa đề cập, tức là cái biểu thức đó có đúng không? 0.7x1 cộng 0.75x2. Cái mắc của 0.7x1 cộng với 0.75x2 thì vậy có đúng không? Hàm mục tiêu của em cũng giống bạn thầy ạ. Alo, thầy không nghe gì hết. Em cũng giống bạn thầy ạ. Cũng giống hả? Như vậy là cái biểu thức em cũng giống như của bạn Phương đúng không? Dạ vâng. Rồi bây giờ em Phương Thảo có đúng không? Biểu thức em có giống của bạn Phương và bạn Phương Huyền không? Dạ em nghĩ là hàm mục tiêu là max 0.07x1 cộng 0.075x2 à? Tại 7%. À đúng rồi, 7% làm sao em lại tính là 0.7 được? 0.7 là 70% mà. Hãy nhớ, việc em thiếu một con số 0 là cái chuyện đó nó khác rồi, ý nghĩa khác rồi. Hãy cẩn thận về mặt cái xác suất này, đôi khi chúng ta hay gặp sai sót chỗ đó đây. Và chắc chắn khi em lập cái biểu thức 0.7 rồi em cuối cùng em tính thì cái kết quả em ra nó sẽ khác rồi với một cái biểu thức phải đúng là 0.07, phải không? Để luôn chú ý chuyện đó. Rồi tiếp tục một em nữa cuối cùng là về các cái điều kiện ràng buộc hay giới hạn. Đọc các điều kiện ràng buộc và giới hạn đi. Đâu rồi, giờ thầy coi có em nào trong cái buổi này. À, chưa có ha. Vân Nguyên đi. Vân Nguyên, đọc các điều kiện ràng buộc đêm. Em làm xong chưa Vân Nguyên? Vân Nguyên đâu rồi? Thầy kêu em hả thầy? À ủa, hồi nãy giờ em không nghe thầy nói gì à? Thầy đang gọi em đấy, em làm xong chưa? Các điều kiện ràng buộc với các biểu thức à?
các biểu thức đó, của điều kiện ràng buộc thì đâu có yêu cầu em tính x mỗi x2 đâu. Ta mới thiết lập bài toán mà, em phải thiết lập. Dạ, dạ. Bài toán xong rồi mới gọi là tính gì hết. Thì hai bạn đã làm xong rồi cái phần đầu đó, tức là gọi biến và hàm mục tiêu. Em là cái phần thứ ba, điều kiện ràng buộc. Đọc các điều kiện ràng buộc đi. Phương Nguyên. Em Vân Nguyên chứ, xin lỗi. Vân Nguyên. Em đọc đi. Em chưa làm xong à? Thôi để một bạn khác. Châu Ngọc. Châu Ngọc. Châu Ngọc đâu? Đọc cách điều kiện ràng buộc đi em, Châu Ngọc. Dạ, thưa thầy là em chưa xong rồi. Ủa? Em chỉ viết ra cái biểu thức thôi mà. Dạ, nãy giờ em vẫn không nghĩ em rối rắm. Những điều kiện ràng buộc là ta sẽ căn cứ vào đâu? Đó là cái mô tả kế tiếp đó phải không? Mô tả kế tiếp trong bài toán đó, quy định của tổ chức là đa dạng hóa hình thức đầu tư. Vâng. Đó là cái đoạn mô tả đó, chính là cái cơ sở để ta thiết lập các điều kiện ràng buộc. Đấy, thầy đã hướng dẫn cho em rồi đấy. Rồi như vậy em, rồi em quốc phát đi, đọc các điều kiện ràng buộc đi em. Dạ, điều kiện ràng buộc là x1 phải lớn hơn hoặc bằng 0.5. 0.5 gì? Dạ, 0.5 là 50% đó thầy. Nhưng mà nó 50% của cái gì chứ? Cái đầu tiên 0.5 không? Dạ, 50. Có giống như nãy hàm mục tiêu của ta là 0.07 của x1, đúng không? Thì giờ em 0.5 của cái gì chứ? Tự nhiên em 0.5 không, em ngừng lại, cái thầy không hiểu. 50% của cái gì? Dạ, 50% của x1. Cái kỳ vậy? Tự nhiên x1 phải lớn hơn hay bằng 50% của x1 là gì? Em đang mâu thuẫn không? À, dạ, quên, từ từ. Dạ, của vốn này, 50% của vốn. Nhưng mà trong biểu thức toán đâu, em đâu có dùng cái chữ được. Em phải là những con số mà. Nó là một cái biểu thức mà. Hả? Dạ là 125.000 đó. À, rồi, đúng rồi. Em phải ghi cái con số 125.000 chứ không thể nào em ghi. Không có một cái biểu thức mà điều kiện ràng buộc nào. Tự nhiên em nào ghi là 50% cái đề cái chữ. Số 4 trong đó nha, không có cái chữ trong đây nha. Chỉ có các cái biến và các con số thôi nha. Ta gọi là biểu thức là chỗ đó. Rồi, tiếp tục. Điều kiện ràng buộc thứ hai. Dạ, điều kiện ràng buộc thứ hai là X2 phải bé hơn hoặc bằng 100.000. À, chính xác rồi. Đúng rồi, 40% tổng vốn là 250 thì 40% là 100. Rồi, hết chưa em? Dạ, hết rồi thầy. Hết rồi hả? Rồi, cảm ơn rồi. Em nào bổ sung không? Thấy em Nguyên Ngọc nè. Muốn bổ sung cho bạn mình nè. Còn gì nữa em? Em bổ sung thêm là X1 cộng X2 phải bằng 250.000. Đúng rồi. Đó là số 4 mà ra đầu tư cả X1, X2 thì hai cái cộng lại phải là 250 chứ. Rồi, đủ chưa Nguyên Ngọc? Hết chưa? Dạ, dạ em hết. Em chỉ trả lời thầy là hết hay chưa? Hết rồi. Ủa, Quốc Phát là bổ sung bạn Nguyên Ngọc nè. Cái gì đó Quốc Phát? Bạn Nguyên Ngọc còn đang thiếu gì nữa? Dạ, X1 và X2 lớn hơn hoặc bằng 0. Được rồi. Đúng không? Nó phải là không âm mà. Nhớ nha, các em thường hay bị sót cái điều kiện bắt buộc này nha. Ta phải dùng chữ bắt buộc đây. Đó là cái tính chất của bài toán. Rồi, thôi được rồi. Và sau đó ta có thể dùng cái đồ thị ta giải với chỉ có hai biến. Thì nhắc lại, phương pháp đồ thị chỉ sử dụng cho hai biến. Và hôm sau ta sẽ thấy trong thực tế những bài toán có rất nhiều biến, do đó ta phải dùng cái cách thức khác, đúng không? Ta phải dùng solver để ta giải. Đó là lý do vì sao mà thầy đang đề cập tới solver. Và hôm sau chắc chắn tất cả các em phải cài được solver nhé. Như vậy,
để thầy chiếu lại, khi em cài solver xong thì ở Excel sẽ xuất hiện cái chữ solver đó, phải không? Đây nè. Đây, để thầy mở Excel lên cho các em thấy nha. Đâu? Rồi. Mở lên đây. Đây là Excel đúng không em? Khi em cài xong xong thì ở cái chữ data này, em thấy trong menu này có data phải không? Em click vào đây, trên cùng bên phải phải có chữ server, khi đó em đã add in nó vào được. Mặc định Excel chưa có cái server này đâu. Đấy. Và đây là một cái công cụ phân tích, các em thấy đó, tiếng Anh nó đang mô tả đấy. Đây, optimal value đúng không? Tức là cái giá trị tối ưu của cái tag Excel, có nghĩa là hàm mục tiêu ta. Đúng không? Tôi dịch tiếng Việt là mục tiêu đấy. Đây. Rồi, em nào mà chưa biết thì cài được thì hôm sau chúng ta sẽ đề cập tới việc cài nhé. À, bây giờ nếu mà ta đề cập nữa thì nhiều khi rối cho các em ha. Hôm sau chúng ta đầu giờ chúng ta sẽ đề cập tới việc cài ha. Và thầy sẽ giải đáp những cái chuyện của các em liên quan tới cài. Rồi chúng ta nghỉ ở đây các em. Trước khi nghỉ thì thầy phải nói hôm sau chúng ta sẽ có kiểm tra 15 phút chương 4. Như vậy các em hãy về làm cái bài tập chương 4 nha. Đấy. Và chúng ta vừa rồi ta làm đấy. Thì thầy quên kiểm tra coi là coi có em nào là nộp không kịp thời gian không. À. Nhớ ta phải những cái kiểm tra 15 phút này là một cái chúng ta thực hành để các em quen, để khi chúng ta kiểm tra cuối kỳ các em sẽ quen với cái việc kiểm soát thời gian và tránh cái việc mà chúng ta bị trễ thời gian nộp được bài nhé. Và cách thức thì cũng giống như vừa rồi chúng ta đã từng tiến hành. Rồi chúng ta nghỉ ở đây nha các em, nhớ về làm bài tập chương 4 nha. À. Dạ em chào thầy ạ. Đây, về làm đi, về chuẩn bị cho cái kiểm tra 15 phút và hôm sau chúng ta sẽ đề cập tới các cái bài tập chương 5. Rồi, chúng ta nghỉ ở đây nha. Rồi, chào các em. Dạ, em chào thầy ạ. Chào các em nha. Em chào thầy.